Câu chuyện tiếp theo cũng liên quan đến vấn đề tàu cộng và Donald Trump. Trong suốt 2 tuần qua, mọi việc đang xúc tiến một cách tốt đẹp. Là đáng lẽ Donald Trump và Tập Cận Bình sẽ ký về cái phase 1, cái giai đoạn 1 của cái thỏa hiệp mới về vấn đề thương mại giữa Hoa Kỳ và tàu. Rồi xảy ra vụ chính biến ở Bolivia. Cái tên cộng sản của Bolivia trước kia thì là Tập Cận Bình muốn lựa Bolivia để mà gây uy thế. Tàu cộng rất mạnh uy thế ở Bolivia là vì cái tên Morales là một tên cộng sản. Nhưng bây giờ Morales đã bị dân chúng lật đổ. Và Morales đổ lỗi cho Hoa Kỳ. Ở trên thế giới bây giờ, bất cứ nơi nào thất bại họ đều do diễn tiến hòa bình của Hoa Kỳ. Bàn tay lông lá của Mỹ. Venezuela cũng chửi Mỹ. Bảo rằng nếu không có Mỹ dính vào thì Venezuela giờ này Maduro vẫn là tổng thống. Mỹ dính vào cho nên suốt 2 tháng này Maduro đã về đuổi gà cho vợ. Và ông tổng thống lâm thời bây giờ quốc hội đã công nhận đó là ông El Guaido. Thì quý vị thấy rõ ràng nhé. Venezuela tiêu diệt cộng sản rồi. Bolivia mới bị tiêu diệt cộng sản trong tuần vừa qua. Hồng Kông vẫn tiếp tục, các sinh viên vẫn xuống đường và tàu cộng vẫn chết. Mặc dù bây giờ dùng cả xe tăng, dùng cả quân đội, dùng cả cảnh sát công khai bắn bằng đại thật, chết với cả sinh viên, nhưng mà họ vẫn không lùi bước. Thì Tập Cận Bình bây giờ không thể nào mà tiêu diệt một lúc bắn chết cả 100 người được. Cứ bắn lẻ tẻ để mà hăm dọa cho người dân sợ người ta rút lui. Nhưng mà tàu cộng, Tập Cận Bình họ không học được bài học. Một con giun mà mình đạp một đầu A thì cái đầu B nó phải ngóng lên, đúng không? Để nó giành sự sống. Thì con người cũng vậy. Ngoại trừ những cái loại con người mà mất đi tính người, như những cái lũ cộng sản mà ở đến nghèo đói của Đông Dương, chúng nó chỉ ăn, chúng nó chỉ lo ngủ, nó chỉ lo tứ khoái. Thì nếu là súc sanh rồi không kể. Còn nếu là loài người thật, thì nó phải biết rằng là cộng sản là một cái quái thai của con người, là một loài quỷ ám của con người. Cho nên phải tiêu diệt. Thì Hồng Kông là con người, họ đã được thừa hưởng cái đời sống con người, nhân vị, cái giá trị của con người suốt 150 năm của đế quốc Anh cai trị. Họ được sung sướng và Hồng Kông trở thành một cái quốc gia tuyệt vời của thế giới. Bằng chứng là tất cả những cái bộ com lê đẹp nhất của Á Châu đều do Hồng Kông may. Những tay có tiền ở Á Châu đều may qua Hồng Kông để mà mặc những com lê tốt đẹp. Ở Âu Châu thì có Ý Đại Lợi, mà ở Á Châu thì có Hồng Kông. Còn kinh tế thì là kinh đô của cả thế giới đổ dồn về Hồng Kông. Bởi vì họ được nước Anh bảo vệ. Mà Anh Quốc là một quốc gia tự do đầu tiên trên thế giới. Nước Anh đã có những cái bản hiến chương Charter từ những thế kỷ thứ 13. Cho nên sau mới tạo ra nước Mỹ ở thế kỷ thứ 15, 16, 18. Cho nên cái truyền thống dân chủ của nước Anh nó đã tiêm nhiễm vào cái dòng máu của dân tàu Hồng Kông. Vì thế nó mới biết được cái giá trị thực của con người cần phải được bảo vệ. Cho nên cậu bé Hoàng Chi Phong mới có 14 tuổi cũng đã ra tranh đấu rồi. Bỏ tù ra khám. Rồi bây giờ lại thêm một đồng chí của cậu ta, đó là cô Agnes Chow. Với một cái cặp trẻ này, nó nói lên cái giá trị thực tế của con người. Nó thấy được những cái điều mà các quốc gia cộng sản nghèo đói khác không thấy. Các quốc gia cộng sản khác bây giờ chỉ tuyên truyền cái gì? Ăn chơi đảng điếm tội lỗi. Đấy quý vị lên internet coi những cái chương trình mà nó quảng cáo của Campuchia, của Lào, của các quốc gia cộng sản Đông Dương khác. Nào là cảnh đẹp, nào là người đẹp, nào là ăn chơi món lạ. Nó du ngủ thanh niên và nó kêu gọi những người ngoại quốc về để mà đem tiền cho nó xài.
để đem tiền là mạnh cái chế độ của nó lên. Giống như hôm vừa rồi có một người tôi được Liên Nhân Quyền của ông Liêm mời đến để tham dự. Có một người hỏi cha Nguyễn Văn Khải: thưa cha, tại sao Cộng sản giờ này chưa chết trong khi cả thế giới chết rồi, mà giờ này còn tàu và còn mấy anh lại đẹp ở Đông Dương? Cha Khải nói dễ hiểu, chính quý vị nuôi người ta mà. Nếu bây giờ quý vị tưởng tượng một năm quý vị đừng gửi về 12 tỷ đô la. Rồi quý vị đừng có tưởng tượng mấy ông già mất nết đem 3 tỷ về ăn chơi. Khốn nạn trên cái thân xác của con gái đàn bà Việt Nam. Thì làm gì có Cộng sản. Quý vị nuôi người ta, người ta phải sống thôi. Quý vị hỏi tôi là quý vị trả lời. Trả lời rất hay và dễ thương, không có lỏng ai cả. Quý vị cứ tiếp tục gửi tiền nuôi thì người ta phải mạnh. Cũng như là quý vị nói, nhiều người nói là chống Cộng rất là sai. Quý vị càng chống cái nhà mà càng chống thì nó càng mạnh, có đúng không? Quý vị phải diệt. Đánh rắn là đánh cầm đầu. Diệt cái đầu, đập nát đầu. Còn thằng Tàu Cộng thì còn Cộng sản Đông Dương, có vậy thôi. Còn Cộng sản, còn quốc gia gửi tiền về xài, đem tiền về xài, áo gấm về làng thì nó phải mạnh. Chính các quý vị là thủ phạm của cái vấn đề Cộng sản mạnh. Ngày nào quý vị ý thức được như dân Hồng Kông, không gửi tiền về nữa, không phải ăn chơi nữa. Muốn ăn chơi qua Thái Lan mà ăn chơi. Con cái gom góp được vài nghìn bạc cái đem về chơi vài tháng hết. Qua đây lại ăn mì gói. Cái sự thật đó rất đúng. Cho nên khi mà làm việc như vậy không có thật tâm thì các cái tổ chức làm việc cũng không thật tâm. Đến giờ này cũng luẩn quẩn ba cái chuyện đó. Rồi hát hỏng thì cũng lại cho mấy bà già lên hát. Toàn bà nội bà ngoại lên hát, chả giống ai cả. Ông cố nội cố ngoại lên hát, giọng thì bể ồ ồ mà cũng cố gắng lên. Thế thì với cái cơ đồ như vậy làm sao mà có thể tiến bộ? Làm việc mà có lương tâm thì không có. Nhưng mà đi đại nhạc hội văn nghệ thì đi cả 5-6 ngàn người. Cho nên cái vấn đề chính của ông Donald Trump hay là ông ta làm việc theo khả năng. Ông ta đã đưa ra những người tài của đất nước. Chúng ta sung sướng được đất ở Hoa Kỳ. Chúng ta nên học cái hay của Hoa Kỳ. Rồi chúng lên Internet thì chúng ta chỉ bêu dếu. Làm sao tiến bộ? Hoa Kỳ làm dụng người tài. Quý vị thấy không? Ông Peter Navarro là một nhà kinh tế học nổi tiếng của thế giới. Rồi bà Nikki Haley, bà là một nhà ngoại giao nổi tiếng của Liên Hiệp Quốc. Đến bây giờ chúng ta có ai? Ông Bộ trưởng Ngoại giao bây giờ là ông Mike Pompeo, là một cựu giám đốc về CIA lừng tiếng của nước Mỹ. Nếu quý vị dùng người tài thì quý vị sẽ gặt hái được thành công. Nếu quý vị dùng những người tốt thì quý vị từ thất bại trở nên chết. Dễ hiểu. Rồi chúng ta có một bản tin tiếp theo, thưa với quý vị. Tàu Cộng nó rất đau khổ là vì vấn đề Hoa Kỳ chơi những cái chiêu rất nhẹ mà Tàu Cộng không có cách nào để chống đỡ được. Thứ nhất, nói về vấn đề cân bằng về thương mại. Nếu mà bây giờ dùng cái tính sách gọi là kêu gọi nó, Cộng sản nó không bao giờ thay đổi. Quý vị nhớ một câu thế này: Cộng sản chỉ phải thay thế chứ không thể thay đổi. Thí dụ quý vị dùng màu đen, quý vị có bơm màu trắng vào nó cũng vẫn là thành ra màu xám, không thể ra màu trắng được. Cộng sản là loài súc sanh thì trước sau nó cũng là súc sanh. Chúng ta nghe Linh Mục Nguyễn Quang Thế giảng rất hay. Ngài nói rằng là cái thuyết Darwin là cái thuyết cải chớn. Thượng đế đã an bài cho mỗi một loài là một đời sống riêng. Con người không phải là súc sanh.
Theo thằng Darwin nó nói cả chớn, nó bảo rằng là súc sanh nó sẽ biến thành người. No. Cái gen, cái gene của con khỉ không phải là cái gen của con người. Mặc dù con khỉ mới đẻ ra thì nó khôn hơn con người mới đẻ ra. Vì cái gene của nó như thế để nó tồn tại. Nhưng mà khi càng lớn thì con người càng thông minh thì con khỉ nó càng ngu. Cuối cùng con khỉ chỉ làm trò hề cho cái người một đoàn xiếc. Thấy không? Chúa định ra cây nào, cây ổi là cây ổi, cây xoài là cây xoài, cây nhãn là cây nhãn. Không bao giờ có thể thời gian biến đổi 1.000 tỷ năm mà cây nhãn nó biến thành cây xoài. Never. Thế đấy mới là cái sự thật mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đừng bao giờ mơ màng nói rằng, theo như thằng Darwin nói rằng, từ con khỉ biến thành con người, từ con cá biến thành con người. Đồ ngu rừng. Bởi vì thế cho nên bây giờ cái thằng Darwin càng ngày nó càng lòi ra, người ta nó văn minh ra. Hồi đầu nó đưa cái thuyết đó người ta còn tin là vì người ta dốt. Bây giờ người ta không thông minh, người ta nhìn ra, cây nhãn có bao giờ biến thành cái ổi không? Cây xoài có bao giờ biến thành cái cam không? Cây mướp đắng có bao giờ biến thành cái bí không? Chúa đã định cho đây là ổi thì sẽ là muôn đời là ổi. Dù bây giờ chúng ta có lấy cái mắt của cây ổi đem ghép vào cây cam thì nó cũng vẫn ra ổi, chứ không phải ra cam được. Cho nên nhiều cây mà có người ghép giỏi, cành này ăn cam, cành kia ăn quýt, cành này thanh trà, là như thế. Chứ không thể nào rằng một cây cam rồi biến cây ổi nó vô thành cái cam hết đâu. Cho nên đó là một cái điều để chúng ta thấy rằng Thượng Đế là linh vô cùng và tuyệt vời. Ngài định đạo tạo ra con người là con người, định con thú là con thú. Cho nên cái loài súc sanh là súc sanh. Thế nhưng mà tôi nói rằng là từ con người có thể xuống súc sanh được là việc con người sa đọa, tội lỗi. Nhưng mà súc sanh 1.000 năm nữa không biến thành con người. Cho nên cái thằng Cộng sản Darwin là cái thằng một loài súc sanh. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi lại xin tạm dừng vài phút. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện tuyệt vời về kinh tế của Hoa Kỳ với Tổ cộng. Xin cảm ơn quý vị.